đây tôi sẽ làm clip này. Clip người này tên là Đức Bảo Tạ. Ok, tôi sẽ làm theo clip này. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm theo các bình luận, theo một bình luận mà một người đã nói. Đó chính là quay nhà của tôi. Hôm nay tôi sẽ quay nhà của tôi. Đây, bên kia chính là hồ cá. Ngày mai là sắp tới Tết rồi nên chuẩn bị rất là nhiều hoa, như là cây mai hồi nãy tôi mới quay ở video shot. Đây là ngoài sân nhà tôi. Trên đây là mái nhà tôi. Nếu như các bạn muốn tôi làm thêm nhiều clip trong năm Tết này thì hãy bấm đăng ký và like, chia sẻ để tôi có thể làm thêm nhiều clip khác trong năm Tết này. Bây giờ tôi sẽ quay bên trong nhà tôi. Đây chính là máy tính của tôi. Tôi thường xài nó. Bây giờ tôi sẽ mở máy tính tôi lên. Tôi sẽ dừng khúc này. Mong các bạn thông cảm cho tôi. Trong lúc tôi chờ máy tính bật thì tôi sẽ đi quay chỗ khác. Đây là cái quạt nhà tôi, ba tôi tự làm. Đây là cái xe nhà tôi để trong nhà. Còn bên kia là cái tivi. Đây là cây mai. Đây, bây giờ tôi sẽ quay xuống ra đây tiếp. Bây giờ tôi sẽ đi ra bên ngoài này. Đây là chuồng gà. Ngoài đây là nơi khác, không phải nhà tôi. Bên này là đám cây. Ở trên bên kia có cây gà chua. Bên kia là chính là tổ ong. Có tới 10 tổ ong lận, nhưng một tổ ong bị bỏ rồi. Nên tôi sẽ đi quay máy tính để tôi xem máy tính tôi bật chưa. Đây, máy tính tôi bật rồi. Máy tính tôi đang chạy. Khúc nhập mật khẩu của tôi sẽ tạm dừng. Rồi, máy tính tôi đã mở. Bây giờ tôi sẽ vô phần mềm Microsoft của tôi. Đây. Đấy, tôi sẽ chờ nó mở ứng dụng. Trong lúc đó tôi sẽ tạm dừng. Đây, ứng dụng Microsoft nó đã mở. Bây giờ tôi chỉ cần đợi cho nó chạy xong đã thì tôi sẽ xài. Bây giờ là 2:18 nha các bạn. Còn đây chính là phần mềm vào lớp của tôi. Đây chính là phần mềm vào lớp của tôi là OLM. Còn phần mềm học tiếng Anh của tôi là Edupia nha các bạn.
tôi học lớp 4 rồi nhưng mà có bài lớp 3 em tôi học. Bây giờ tôi review cho máy tính tôi sẽ review hết. Còn cái gì nữa? Đợi tôi tí. Có vẻ như là hết rồi các bạn. Bây giờ tôi sẽ tắt máy. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục ra máy tính thôi. Máy tính tôi không cần sạc nhưng mà phải cắm mãi. Còn đây là bên sau bên này của nhà tôi. Bây giờ tôi sẽ đi ngoài đường đâu. Hôm nay tôi rảnh nên tôi có thể quay. Mấy ngày trước xin lỗi các bạn vì tôi không quay đi vì ba tôi bận đi chợ bán hàng. Đây vườn rau nhà tôi có rất là nhiều cây và có một cái mái che ở trên đây có thể che mưa nhưng không che nắng được bởi vì mái che này trong suốt. Còn đây là chuồng gà, đây là mấy con gà gì. Cây cỏ dừa, đẹp, cây mai sứ, hai cây mai sứ lận nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ và bình luận để làm theo ý kiến của các bạn. Như bình luận tôi đã thấy trên video của tôi. Tạm biệt các bạn. Bye bye.